ra nhiều thì đánh lô khan đánh làm gì. Qua 3 ngày lô khan đi đến bao giờ chưa đâu. Chỉ có 3 2 3 mới đánh. Mấy con hay ra chứ còn đánh những con lâu về thì những cái thằng lui là cái thằng chết hết sạch rồi. Phải cho hồng hẳn một dập dập luôn. Mấy ạ bật gà mà thì chúng mày. Đây nó chạy trước kia không chơi được. Vào trận đấu ai cứu luôn. Ừ. Thôi đoàn đã không muốn chơi rồi. Gì nhỉ? Nó ấy. Mày kỳ vừa rồi chú thử bỏ luôn chân. Thử bỏ không có nào khóa lần thứ hai. Được ăn ngay còn không được thịt luôn. Mày gà cứ định con đi thử bỏ mấy lần. Gà nó hay ngay hả? Trừ giải những con gà bột chứ mẹ nó hàng ba con nó có con nó vần lên dần mẹ.